Chương trình thời sự tối tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hội nghị giao ban báo chí tháng 8 năm 2020 vừa diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, ông Phan Đức Hiền, chủ tịch hội nhà báo tỉnh và ông Lê Văn Lâm, giám đốc sở thông tin truyền thông. Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 8 vừa qua, báo Bà Rịa Vũng Tàu, đài phát thanh và truyền hình tỉnh đã tập trung thông tin tuyên truyền về các sự kiện thời sự chính trị, các phiên họp, hội nghị quan trọng, các hoạt động đối nội, đối ngoại của đảng, nhà nước và của tỉnh. Trong đó tuyên truyền đậm nét về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Báo Bà Rịa Vũng Tàu và đài phát thanh và truyền hình tỉnh luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, còn là cầu nối ghi nhận, chuyển tải thông tin, phản ánh nguyện vọng chính đáng của người dân đến các cấp chính quyền. Trong tháng 8, các cơ quan báo chí của tỉnh có nhiều bài viết, phóng sự ghi nhận về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, lan tỏa những hình ảnh đẹp, ý nghĩa về hoạt động hỗ trợ của chính quyền, các tổ chức cá nhân hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tại hội nghị giao ban báo chí tháng 8, tổ tuyên truyền báo chí đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 7 đã báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền và quản lý chỉ đạo báo chí phục vụ đại hội đảng. Đến nay, các đầu công việc được giao cơ bản đạt từ 80 đến 90%. Định hướng tuyên truyền trong tháng 9, ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 7, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các ban ngành địa phương cũng như công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.